Chào mừng các bạn đã đến với Đi giữa trời rực rỡ tập 21. Tình hình quá ư là căng thẳng các bạn ạ. Trải và Quang sau màn cấm bắt ông sòm lúc nửa đêm đã được giải vào sân nhà để ông Vinh mở phiên điều trần. Trải ra sức giải thích và nhờ Pu làm chứng cho mình. Từ bé đến lớn ta không biết ăn cắp là gì cả. Nhà ta thiếu đếch gì tiền. Hả? Đúng. Thằng Trải nó không có tiền ấy đâu ạ. Đấy. Không ăn cắp mà chui vô cửa hàng làm gì. Đó, ai kéo đi bán. Gì? Tao đi lên đây. Trời tối, phía cửa nó mở ra tầng này. Có ánh đèn lấp ló, có tiếng động bên trong. Tao tưởng có người xấu thì tao đi vào. Thì tự nhiên mày đánh tao. Hai chữ trong sạch. Thật tiếp nói cũng chán rồi mà. Cảm thấy không ổn cho lắm, chị Lê nhanh trí nói với ông Vinh hãy báo công an để làm rõ. Tuy nhiên, khi nghe đến từ khóa công an thì Quang bất ngờ lại phản ứng mạnh. Gọi công an làm gì? Ủa? Bình thường mà. Cũng may là cửa hàng chưa mất mát gì cháu ạ. Bác nghĩ là chưa phải phiền đến công an đâu. Sao được bác? Rõ ràng mở cửa ra, thấy thằng Trại ở trỏng mà. Cái này ý gì đấy hả? Không nghe thế à? Nó bảo là cửa mở, nó chỉ tò mò đi vào thôi. Nhưng tôi không tin. Bố mình nhịn lâu lắm vậy chứ. Không muốn chuyện Simon xé ra bích, ông Vinh đã cho rằng có thể do sơ suất của mình và khuyên mọi người hãy bỏ qua đi. Cho nên mới xảy ra cơ sự như này. Đúng rồi, bất cẩn thôi. Mày không hớt được tao con trai. Thôi, may là chưa mất mát gì. Mọi người về nghỉ đi. Cả cháu nữa. Bác cảm ơn, cháu về nghỉ đi. Trải trở về nhà với gương mặt bầm tím. Đã vậy còn bị thằng bạn thân chọc điên nữa chứ. Biết cờ vô như vậy như vậy. Mày làm sao ấy nhở? Ra đường thì bị đánh ngoan. Về nhà thì mày đạp nguyên cái dép vào mồm tao. Mày thích chết à ta? Ôi bạn ơi. Nhà có gì ăn không? Có luôn, rất nhiều. Mày ăn cái gì? Chuột nhá. Hay là rán nhá. Trên tường có mấy con thạch sùng này. Thậm chí nhá, thêm cả mấy con muỗi nữa cho cẩn thận. Của mày tất. Chỉ cần một nụ cười tự tin. Chạy ra ngoài kiếm hộ tao xem có gì ăn không. Sau trận chiến vừa xảy ra ở nhà ông Vinh, Chạy cảm thấy lo lắng cho Pu khi Pu ở cạnh mấy đàn chị hung hăng. Thế là Chạy nhanh chóng nhắn tin nhắc nhở vợ yêu ngay. Mấy đứa con gái bên Pu trọ gớm mặt lắm. Pu cẩn thận, có gì báo ngay. Trải ứng cứu. Chưa biết là Trải cứu Pu hay ngược lại nhá, ha ha. Mê chơi mê vợ nhưng Trải cũng không quên bố đâu nhá. Tối đó Trải còn gọi điện hỏi thăm bố. Không muốn bố cực khổ đi tìm mấy tên lừa gạt, Trải lại khuyên bố từ bỏ. Con tìm được phòng trọ rồi. Mà bố đang ở đâu ấy? Tao chưa tóm được bọn nó. Bây giờ tao không thể ở một chỗ được. Bố, hay thôi bố đừng có đi tìm chúng nó nữa. Giao việc này cho công an giải quyết đi ạ. Chứ mình tìm làm sao được. Rồi, từ từ rồi tao tính. Bố ơi. Tao ổn. Mai tao đi sớm rồi. Thế lúc nào về rồi tao gọi nhá. Bố nhớ đấy nhá. Với cả bố xem lại cái điện thoại của bố thế nào đi. Mày lúc nào mày cũng cứ ủy mị như đàn bà. Thôi tao ngủ đây nhá. Nhưng sao ông Triều lại ngủ bờ ngủ bụi thế này. Chảy mà biết chắc sót cho bố lắm. Sau khi giải tán ai về nhà nấy, như đã đốt phong long ngập phòng để xua đuổi vận đen. Một lần nữa Pu khẳng định rằng Trải không phải là người có tính ăn cắp, như còn ngập bờ lúc full human khi cho rằng việc Pu ở trong phòng còn mang bùa ngải nên rất đáng quan ngại. Chị đừng có mà ngập mạo phun người. Đúng này. Ta không có muốn đặt điều. Nhưng mà cái việc nó ngủ qua đêm ở đây, xong rồi còn vô tình phát hiện ra cửa chưa khóa, có đáng nghi không? Vấn đề là thằng Trải nó sợ ma. Nó sang gần em vì nó nghĩ là em có bùa thôi mà. Đó. Cái việc mày giấu giấu giếm giếm cái bùa thì cũng nên coi lại á. Em để ở trong ba lô chứ em không giấu. Đặc biệt, trong lúc trách móc Pu, như còn hớ hênh để lộ việc mình đã lục ba lô của Pu. Thấy thế, chị Lê đã nhanh chóng chỉnh lưng như ngay và luôn. Chẳng chị lục ba lô của em. Còn cái nịt. Lục cái gì đó mà lục? Đó là những biểu hiện của sự... Nó rớt ra ngoài bàn á. Lươn lẹo. Muốn không ai biết đấy, thì tốt nhất đừng có làm. Nghe được mấy lời nói của Như, Pu cũng tổn thương và buồn lắm chứ. Hết bị Như đồ oan lấy tiền, dành bồ rồi Như cứ hằn học chuyện bùa ngải ba la khiến Pu tủi thân. Pu nhớ gia đình và rồi Pu rơi nước mắt. Cảm thấy không ổn khi cứ sống chung như thế này. Pu đã nghĩ đến chuyện rời khỏi nhà chung và ký túc xa trường. Sau khi nghe Pu được nỗi niềm của Pu, ông Vinh đã nhẹ nhàng tâm sự và cho rằng ông sẽ ủng hộ quyết định của Pu. Gần đây khu nhà mình có nhiều chuyện lộn xộn nên cháu cũng có nhiều tâm tư.
Trải nó không có tính ăn cắp đâu bác ạ. À, ý bác muốn nói là chuyện này so với những biến động lớn ở ngoài kia thì chỉ như hạt cát ở ngoài bãi biển thôi cháu ạ. Cháu sẽ tập quen dần ạ. Còn cái số tiền mà hôm trước cháu mất ý, bác sẽ cho cháu vay để bù vào. Cháu lấy tiền sinh hoạt để đóng học rồi ạ. Thế thì lấy tiền đâu mà sống. Thôi chuyện này không bàn nữa. Bác cho cháu vay chứ có tặng đâu. Còn nếu cháu nhất định muốn ở ký túc xá thì bác ủng hộ. Cuộc hội thoại của cu và ông Vinh đã được Thái nghe thấy. Thái vào hỏi Quang về chuyện tối hôm qua, nhưng thằng bạn thân lại tỏ vẻ cáu gắt, khó chịu khi nhắc về việc đó. Tại sao hôm qua mày lại có mặt ở dưới cửa hàng? SOS. Thì tao đi về muộn, thấy cửa mở, nghe tiếng động tao đi vào. Thế thôi, chuyện về sau như nào thì mày biết mà. Mày kể y hệt thằng kia luôn á. Thế mày vào trước hay thằng kia vào trước? Vặn vẹo gì mà lắm thế? Đó, đó, ai kéo gì bạn? Chẳng lẽ tao lại đột nhập vào nhà mình à? Mày bị hâm à? Cô đến trường và bắt đầu tu tham quan ký túc xá. Mọi thứ đều lạ lẫm và mới mẻ trong mắt cô gái nhỏ. Cô làm quen được một cô bạn ở đây và còn được trải nghiệm cuộc sống sinh viên ở ký túc xá thế nào. Phòng nhỏ mà có vẻ hơi đông nhỉ? Phòng thế này là rộng rãi chán. Có khi còn tiết kiệm hơn bên ngoài đấy. Đúng, đúng. Trên đường về, cu đã gặp Trải. Biết cu cũng không vui vẻ khi bị những người bạn cùng phòng phán xét, Trải đã tìm cách để cu vui. Trải rủ cu đi ăn, đi lượn nhưng cu từ chối. Trải tuy học đúc 3 năm nhưng Trải có thể đọc cu như một quyển sách. Trải cao kiến ngỏ ý dắt cu đi đường sách, lại còn bày vẻ nhờ và cu mua cho mình sách khởi nghiệp. Coi bộ Trải đã ra trúng đài của cu rồi đấy, ahihi. Tao với mày đều sinh ra và lớn lên ở cùng một chỗ, tao hiểu chứ. Chả lẽ cu cứ để nó nói như thế mà cu thấy bình thường á? Không phải chuyện của mày thì đừng làm rối lên thêm nữa. Ok, ok. Thì bây giờ buồn thì cũng phải biết đường mà tìm cái mà vui chứ. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ê ôi, nay cô cười với Trải nữa chứ. Đi mua vui cơ. À, không, ý là cũng biết tìm niềm vui cho bản thân. Với lại định nhờ Pu tìm cho cái sách dạy khởi nghiệp ấy. Tìm cho cái sách dạy khởi nghiệp ấy. Oh my god. Nghĩ kỹ lại thấy trước khi có Pu mà có công việc với sự nghiệp thì nó vẫn tốt hơn. Vỗ tay, vỗ tay. Thôi, hết tập 21 rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé.